Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút thứ bảy ngày 22 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sáng 21 tháng 6, tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức diễn đàn xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới và phát động triển khai cuộc vận động ứng xử văn minh trên không gian mạng năm 2024. Tại diễn đàn, các bạn đoàn viên thanh niên được tham gia thảo luận với chủ đề xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Lào Cai thời kỳ mới, trách nhiệm của các cấp bộ đoàn, hội, đội trong triển khai thực hiện. Trao đổi với một số cán bộ, đoàn viên, đại diện các ban sở ngành tỉnh về xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Lào Cai thời kỳ mới. Cũng trong diễn đàn, các bạn đoàn viên thanh niên được học tập trao đổi về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh, nhận diện những thủ đoạn âm mưu của các thế lực thù địch trên không gian mạng thông qua chủ đề ứng xử văn minh trên không gian mạng, trách nhiệm và hành động của tuổi trẻ Lào Cai. Chương trình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên thanh thiếu niên về ý thức trách nhiệm trong ứng xử với những thông tin trên không gian mạng xã hội, giúp đoàn viên thanh thiếu niên chủ động thay đổi, điều chỉnh hành vi để tham gia các hoạt động trên không gian mạng. Chương trình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên về ý thức trách nhiệm trong ứng xử với những thông tin trên không gian mạng xã hội, giúp đoàn viên thanh thiếu niên chủ động thay đổi, điều chỉnh hành vi để tham gia các hoạt động trên không gian mạng một cách an toàn, lành mạnh. Ngày 21 tháng 6, đoàn công tác của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại huyện Bát Sát. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, huyện Bát Sát có 2 điểm thi, 35 phòng thi và 825 thí sinh đăng ký dự thi. Cùng với tập trung ôn luyện, củng cố kiến thức, kỹ năng làm bài cho học sinh, huyện đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn kiểm tra của tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông huyện Bát Sát quán triệt một số điểm mới của kỳ thi năm nay, quy chế thi cho học sinh, chuẩn bị kỹ phương án đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi và thí sinh dự thi. Tạo điều kiện thuận lợi nhất và đảm bảo an toàn cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Quan điểm này của Ban chỉ đạo thi tỉnh được các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, ghi nhận tại huyện vùng cao Mường Khương. Trường Trung học phổ thông số 3 huyện Mường Khương có 107 học sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Các em ở nhiều xã xa như Cao Sơn, La Pan Tần, Tạ Thàng, Lùng Khấu Nhiên. Do nhà trường không tổ chức điểm thi, nên phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình di chuyển từ nhà xuống điểm thi ở thị trấn Mường Khương được nhà trường đặc biệt quan tâm. Nhà trường sẽ thuê xe lên đón các em học sinh tại trường, chở xuống địa điểm thi, sau đó các cháu ăn ở tham gia thi xong rồi lại đón các cháu về trường. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông là một trong 3 điểm thi của huyện. Ngoài các thí sinh là học sinh của trường, đơn vị sẽ đón 107 thí sinh ở trường trung học phổ thông số 3 và các thí sinh của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên về ở trong quá trình dự thi. Hiện mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Chúng tôi đã chuẩn bị được 15 phòng ở cho các em và chuẩn bị đầy đủ chăn, màn, giường, chiếu, gối, rồi quạt, ánh sáng, điện, nước, phối hợp với các nhà cung cấp thực phẩm. Không những đảm bảo về số lượng mà chúng tôi rất là chú trọng và quan tâm đến chất lượng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, huyện Mường Khương có 3 điểm thi đặt tại các trường Trung học phổ thông số 1, Trung học phổ thông số 2 và Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện với 621 thí sinh đăng ký dự thi. Các cơ quan, đơn vị liên quan đã chuẩn bị kỹ càng, chu đáo các phương án đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Thì đối với công huyện thì chúng tôi đã yêu cầu là các đồng chí đã phải thực hiện xây dựng một cái kế hoạch đảm bảo về an ninh trật tự cũng như là các cái kế hoạch liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cái quá trình mà tổ chức cái kỳ thi tốt nghiệp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tỉnh Lào Cai có 8.385 thí sinh dự thi. Cùng với Mường Khương, Ban chỉ đạo thi các địa phương của tỉnh đang tiếp tục rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của từng học sinh để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, đảm bảo không có thí sinh nào vắng thi, bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn hoặc sự cố giao thông. Ngày 21 tháng 6, huyện ủy Bát Sát tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2024. Tham dự hội thi có 6 thí sinh là giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Chính trị huyện. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm soạn giáo án, giảng bài và trả lời câu hỏi phụ của ban giám khảo.
Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh có sự chuẩn bị công phu kỹ lưỡng cho từng phần thi. Các phần thi trình bày khoa học, bám sát nội dung học tập, có minh họa hấp dẫn. Hội thi là dịp để các giảng viên giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng dạy và học chính trị. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Đỗ Văn Đoàn, giảng viên trung tâm chính trị huyện. Sau quá trình phối hợp cấp cứu liên viện và 12 ngày điều trị tích cực tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sản phụ Hoàng Thị Hiền ở Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã ổn định sức khỏe, được xuất viện. Trước đó, ngày 8 tháng 6, sản phụ Hoàng Thị Hiền, thường trú tại Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, được hội chẩn liên viện và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cấp cứu do sốc mất máu sau phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu thắt động mạch hạ vị và xử lý các nguyên nhân kèm theo. Đến nay, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, sinh hoạt bình thường. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã chăm sóc rất là nhiệt tình và tận tâm, thì sức khỏe của tôi đã ổn định và hồi phục. Cảm ơn đã cứu chữa kịp thời, tôi sống lại một lần nữa. Ca bệnh được cấp cứu điều trị thành công, giúp bệnh nhân bảo toàn tính mạng, đồng thời khẳng định hiệu quả của công tác phối hợp liên viện với vai trò trách nhiệm cao của đội ngũ thầy thuốc các tuyến. Theo quyết định số 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Lào Cai sẽ thành lập 1.554 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 4.665 thành viên. Đơn vị cấp huyện có số lượng các tổ bảo vệ an ninh trật tự nhiều nhất là thành phố Lào Cai với 304 tổ, gồm 912 thành viên. Theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua tại kỳ họp thứ 19, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mỗi thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được thành lập một tổ bảo vệ an ninh trật tự. Cụ thể, đối với thôn có từ 350 hộ gia đình, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên, được bố trí tổ bảo vệ an ninh trật tự gồm 4 thành viên. Đối với các thôn tổ dân phố có số hộ ít hơn, thì tổ sẽ gồm 3 thành viên. Các thành viên sẽ được hỗ trợ kinh phí hoạt động, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Giải nhất môn sinh học tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đỗ vào lớp 10 chuyên sinh trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Lào Cai với số điểm rất cao. Đó là những thành tích ấn tượng mà em Hoàng Thu Hiền, lớp 9A1 trường trung học cơ sở thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng vừa đạt được. Điều khiến Thu Hiền luôn nỗ lực học tập bởi em mong muốn thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ giỏi chăm sóc chữa bệnh cho mọi người. Là một trong gần 500 học sinh được vinh danh tại lễ tuyên dương khen thưởng học sinh sinh viên tiêu biểu tỉnh Lào Cai năm học 2023-2024 và xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cô bé Hoàng Thu Huyền không giấu nổi niềm xúc động và tự hào. Để giành được thành tích như ngày hôm nay là cả quá trình nỗ lực bền bỉ của Thu Huyền. Trải qua bao nhiêu khó khăn thì con đạt được kết quả hôm nay thì tôi không biết nói gì hơn là rất là tự hào vì con đã nỗ lực qua bao nhiêu thời gian khó khăn. Siêng năng, chăm chỉ và đặt ra mục tiêu học tập rất rõ ràng. Chính vì vậy, cô bé Thu Huyền sở hữu bảng thành tích rất ấn tượng với nhiều giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh. Suốt 4 năm học trung học cơ sở vừa qua, em luôn là học sinh xuất sắc toàn diện của nhà trường. Trong học tập thì bạn luôn đạt được nhiều giải cao, bạn có nhiều thành tích tốt. Nên là em rất là hâm mộ và tự hào về bạn đấy ạ. Bạn Hoàng Thu Hiền thì cũng có rất là nhiều những cái khác biệt so với các bạn khác. Thứ nhất là về ý thức học, ham học hỏi, ngoan lễ phép và rất là tôn trọng thầy cô giáo. Thứ hai là ý thức học của em rất là tốt, có cái sự tự giác. Em có đặt ra những cái mục tiêu cho mình và em luôn cố gắng đạt được cái mục tiêu đó. Thi đỗ vào trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Lào Cai là mục tiêu trước mắt mà cô bé Thu Huyền đã đặt ra trong hành trình chinh phục ước mơ của em trong tương lai. Đối với bộ môn sinh học, em cảm thấy nó là một môn rất thú vị, giúp em có thêm trao dồi thêm kiến thức, tri thức và tìm hiểu thêm về những kiến thức về môi trường, sinh vật, hệ sinh thái cũng như là các bệnh tật về ở con người và những cách phòng tránh những bệnh tật đó. Và môn học này cũng giúp em nuôi dưỡng ước mơ là trở thành một bác sĩ. Để đi tới thành công có nhiều con đường, nhưng con đường ngắn nhất là học tập. Đó là câu nói mà cô bé Hoàng Thu Huyền luôn ghi nhớ và tự nhắc nhở bản thân để vững bước trong hành trình phía trước. Với tinh thần cố gắng không ngừng,
chúc cho cô gái dân tộc Tày Hoàng Thu Huyền sẽ thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ mà em đang theo đuổi. Tiếp theo là các tin tức thời sự trong nước đáng chú ý. Dự kiến ngày 26 tháng 6, Quốc hội sẽ thông qua dự thảo luật đường bộ và dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Hai dự thảo luật trên được tách từ luật giao thông đường bộ năm 2008. Trong đó, dự thảo luật đường bộ bổ sung nhiều quy định mới về quản lý, đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ, vận tải đường bộ, đặc biệt là các nội dung liên quan tới hoạt động thu phí các phương tiện lưu thông trên cao tốc do nhà nước đầu tư xây dựng. Cục Đường bộ Việt Nam đang xem xét hai phương án thu phí. Về mức phí, Cục đang nghiên cứu các kịch bản, tính toán đảm bảo cân bằng giữa dịch vụ cung cấp đến người sử dụng và mức thu, tránh tác động quá lớn đến chỉ số giá tiêu dùng và chi phí logistics. 5 tấn thanh long ruột đỏ của Hợp tác xã Nông nghiệp Quỳnh Thuận, xã Triềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vừa được xuất khẩu theo đường chính ngạch sang thị trường Italia thông qua Hợp tác xã Nông nghiệp Ngọc Hoàng, huyện Mai Sơn và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Hữu cơ Hà Nội. Dự kiến trong năm nay sẽ có 60 tấn thanh long ruột đỏ của Thuận Châu được xuất khẩu sang thị trường các nước Anh, Pháp, Nga, Italia, một số nước Trung Đông và thị trường EU. Phấn đấu giá trị xuất khẩu đạt 325 tỷ đồng. Thanh long ruột đỏ là một trong 8 chuỗi liên kết sản xuất về phát triển cây ăn quả bền vững của huyện Thuận Châu. Đến nay toàn huyện có 50 ha thanh long ruột đỏ, trong đó có 44 ha được liên kết theo chuỗi. Vườn quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai vừa đón nhận danh hiệu danh lục xanh do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế công nhận. Theo đó, vườn quốc gia Cát Tiên là khu bảo tồn thứ 72 trên thế giới đạt danh hiệu danh lục xanh, cũng là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam đạt danh hiệu này. Nhiều năm qua, vườn quốc gia đã nỗ lực trong các hoạt động bảo tồn, bảo vệ các loài nguy cấp, gìn giữ sự đa dạng hệ sinh thái. Từ đầu thập niên 2000, vườn quốc gia Cát Tiên đã thực hiện giám sát đa dạng sinh học với dữ liệu về các quần thể loài quan trọng như chim, linh trưởng, hưu và cá sấu. Việc vườn quốc gia Cát Tiên đạt danh hiệu danh lục xanh được xem là cột mốc mới trong công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học ở Việt Nam. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã hoàn tất việc lắp ghép lại bến tàu nổi ở dải Gaza, giúp nối lại hoạt động vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo. Trước đó, cầu tàu này đã được di chuyển đến nơi an toàn vì lý do thời tiết. Hoạt động vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo thông qua bến tàu cũng đã được nối lại trong đêm cùng ngày, nâng tổng khối lượng hàng viện trợ được đưa đến Gaza qua công trình này lên hơn 4.100 tấn. Bến tàu trên đã được lực lượng Mỹ xây dựng từ giữa tháng 5 để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza, nhưng phải tạm dừng 3 lần vì một vài lý do bất khả kháng. Trong một tuyên bố chung, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các quốc gia và nhà sản xuất vũ khí ngừng bán hay vận chuyển vũ khí, đạn dược và các thiết bị quân sự khác cho Israel, ngay cả khi các hoạt động này hoàn toàn hợp pháp. Ngày 21 tháng 6, nhà chức trách Malaysia cho biết đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau khi dầu tràn từ một sự cố ở ngoài khơi Singapore đã bắt đầu lan tới các vùng biển của bang Johor, miền nam Malaysia. Theo giới chức nước này, khoảng 25 người đã tham gia dọn dẹp hai bãi biển trải dài 1 km ở bang Johor từ hôm qua và dự kiến hoàn thành sau một ngày. Theo thông tin sơ bộ, sinh vật biển và hoạt động của ngư dân không bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Sự cố tràn dầu xảy ra hôm 14 tháng 6, sau vụ va chạm giữa một tàu nạo vét treo cờ Hà Lan và một tàu chở dầu treo cờ Singapore. Mặc dù các cơ quan chức năng Singapore đã rất nỗ lực khoanh vùng khu vực có dầu tràn và áp dụng các biện pháp xử lý, nhưng do tác động của thủy triều nên dầu vẫn bị tràn ra nhiều khu vực biển khác của Singapore và nước láng giềng Malaysia. Ngày 21 tháng 6, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã tham dự sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10, qua đó kêu gọi mọi người tập luyện yoga để có sức khỏe tinh thần và thể chất lành mạnh. Tại sự kiện, ông đã cùng đông đảo người dân địa phương tập các bài yoga cơ bản như thở và thiền. Ông Modi cũng kêu gọi người dân tập yoga như một phần của cuộc sống thường ngày. Trong khi đó, tại thủ đô New Delhi, hàng nghìn người dân Ấn Độ cũng tham gia một sự kiện đánh dấu Ngày Quốc tế Yoga. Yoga là một hệ thống các bài tập khoa học về thể chất và tinh thần, bắt nguồn từ Ấn Độ cách đây hơn 5.000 năm. Yoga được cho là giúp con người có được sự hài hòa giữa thân và tâm, hài hòa với thiên nhiên và môi trường bên ngoài để đạt được sự bình an và hạnh phúc. Từ năm 2015, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 21 tháng 6 là Ngày Quốc tế Yoga. Ngày 21 tháng 6, các giáo sư y khoa, đồng thời là bác sĩ cấp cao tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul của Hàn Quốc,
và các chi nhánh thuộc bệnh viện này đã quyết định chấm dứt hoạt động đình công tập thể. Ủy ban ứng phó khẩn cấp của khoa y và Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul đã lấy ý kiến về việc có nên tiếp tục hay không cuộc đình công. Kết quả, gần 700 trong số 948 giáo sư bác sĩ, tức hơn 70% cho rằng cần tạm dừng việc bãi công và có giải pháp phản ứng bền vững. Chỉ có 192 người, tương đương với 20,3% số giáo sư bác sĩ cho rằng nên tiếp tục nghỉ việc. Trước đó, từ ngày 17 tháng 6, tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ở thủ đô Seoul và ba chi nhánh của trường đã bắt đầu đình công vô thời hạn để phản đối việc chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y từ năm 2025. Dự kiến hoạt động của các bệnh viện sẽ trở lại bình thường từ ngày 24 tháng 6. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.